cơn đi. Sáng nay chị lạnh không? Này chắc mưa đá này của chú anh chị chứ không phải là tuyết rơi. Có mấy cái hộp là tròn tròn. Có mấy hộp tròn tròn giống như hộp đá nha cô chú anh chị. Nhưng mà trời nắng. Trời nắng này cũng đỡ.
con đi học về. Vậy rồi. Ngủ đi, cô đi em tập xin đây. Gần 6 giờ tối hả cô chú anh chị? Tối thôi rồi mọi người ơi, đón xe bus về mà lạnh quá trời. Lạnh mà kim cống luôn á, muốn đánh hồ cạp luôn đó mọi người.